Tài Tiếu Tuyệt hân hạnh giới thiệu Đời Sinh Viên. Đời sinh viên chỉ có cây đàn guitar, không có tiền nhiều. 1, 2, 3, 4. Trời ơi, trời ơi, không ngờ để dành bữa giờ mà còn cái 4.000 nữa. Ký túc xá cấm gì? Quy định của ký túc xá là nam nữ em không có được đến phòng nam và nam không có được đến phòng nữ. Quy định ký túc xá là không có được vô nam nữ, mà vô như vậy là trái với luật. Quy định của cái ký túc xá là con gái vô đây là vô phòng nam làm phải mở cửa. Ngược ngạo. Em đừng có hiểu lầm. Anh nhắn tin này không phải nhắn cho con gái đâu. Với ai? Con trai. Trời ơi, hãy xem trưởng lực của ta đi. Đón xem Tài Tiếu Tuyệt lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 16 tháng 2 chỉ có trên HTV2.